Những ngày này, người dân ở các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vào rừng rẻ trên địa bàn xã Quảng Lưu để nhặt hạt rẻ mang về bán, công việc mang lại thu nhập cao cho người dân. Theo người dân nơi đây, để nhặt hạt rẻ phải di chuyển quãng đường dài vào sâu bên trong rừng và mang theo cơm để ăn trưa. Công việc này đòi hỏi sự cần mẫn và một sức khỏe tốt để luồn lách đường rừng. Được biết, một ngày người dân có thể nhặt được hơn 20 cân hạt rẻ, bán với giá 20 đến 30 ngàn đồng một cân, cho thu nhập hơn 500 ngàn đồng. Rừng được mua thôi chứ người dân không có thu nhập về hạt rẻ. Một ngày thì mình lặt được tầm 20 đến hơn 20 cân. Với giá là 20 đến 25. Nói chung là tùy theo rẻ. Một ngày cho thu nhập với khoảng 450 đến 500. Thế năm nay cũng được mua. Một ngày cả có đi một người bình quân được hơn 20 ký. Cho giờ bán giá được 500 ngàn, trên dưới 500. Ôi vất vả cực lắm. Đi cấm đông cấm với em ạ. Đi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Đi về tới nhà.